có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Là ngày buồn hay vui, ngày đắng đôi hay mưa giông, có sao đâu anh em còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Đà Lạt hôm nay nóng quá mọi người. Rồi nóng mà. Đó. Chúng ta đang có mặt ở ga Đà Lạt. Đây là ga Đà Lạt. Được, mình miễn phí đó. Các linh già. Anh bên mình là khắc tên à? Đẹp quá, đúng là nghệ nhân. Bên mình có khắc chân mày không anh? Làm. Em uống này nhanh em nha. Bước hoài á. Không, hôm nay là lần đầu tiên em tới đây luôn á. Dạ, em lên Đà Lạt tới cả chục lần rồi, lần đầu tiên tới đây. Đẹp quá. Tranh lửa. Dạ. Cái này giống như hồi là xưa anh có quay đây một lần mà có một cái cầu nó gật vẽ trên một tấm hình đây nè. Dạ. Hey. Xin chào mọi người. Chào. Giò khỏe ha. Chào mừng mọi người trở lại với 2 ngày 1 đêm Việt Nam. Và chúng ta đang có mặt tại nhà ga Đà Lạt. Đây là một trong những nhà ga thuộc dạng lâu đời nhất khu vực Đông Dương. Nhà ga được xây dựng từ những năm 30, chính xác là năm 1932 khởi công và 1938 thì hoàn thành. Hình ảnh của nhà ga tượng trưng cho những ngọn núi ở Đà Lạt và có ý kiến cho rằng đây là ba đỉnh núi tại Lan Biang. Đà Lạt còn được mệnh danh là thành phố ngàn hoa. Đà Lạt là một điểm đến thơ mộng lãng mạn và là nơi ghi dấu tuổi trẻ, lưu giữ ký ức đẹp của rất nhiều người. Chính vì thế, chuyến đi hôm nay của chúng ta có chủ đề là chuyến đi thanh xuân. Kính thưa các anh chị em thân mến, chúng ta đã đến Đà Lạt rồi. Những lần khác là những lần chơi đùa bạn bè, còn lần này là với chương trình 2 ngày 1 đêm. Phải có một gì đó ấn tượng với chương trình. Kỷ niệm. Lùi mỗi người một bước. Lùi. Bây giờ mình phải làm giống với bạn trên mạng. Mình tự nhiên tự lo xong mình làm gì đó. Gì đó. Chuẩn bị. 3 2 1 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Tăng vào đầu mỗi tập chúng tôi muốn là các bạn bốc thăm để chia đội. Yeah. Anh xuống mê đuổi cho bà con. Anh xuống mê đuổi. Về em nha. Về nha. Thằng rừng thằng núi đừng cho con gặp con Quý Quy. Đừng cho con gặp con Quý Quy.
đang bị chấn thương. Dạ. Để gặp anh Chris nè, anh cũng chấn thương luôn. Chấn thương luôn. Chấn thương luôn. Chris thì bị dai. 1, 2, 3. Chết rồi. Đều quá. Đều rồi anh, tụi em trẻ hơn, tụi em khỏe không, hơn chứ. Ý là Hiểu gánh em chấn thương dai. Rồi Lâm gánh anh. Rồi hai anh ai gánh? Ai gánh? Rồi hai anh ai gánh? Ai gánh? Tụi tôi là đội kinh nghiệm. Đội lăng lê. Sống lâu ở đời. Chúng tôi muốn thông báo với các bạn là các bạn sẽ có người đồng hành trong chuyến đi ngày hôm nay. Và đó là những khách mời nữ xinh đẹp. Ba khách mời tôi mới chịu nha. Đúng vậy. Ừ. Lát nữa là mình có làm gì rồi mọi người biết chưa? Em chỉ biết là có hoạt động thôi. Chơi game hoạt động. Còn lại không biết cụ thể là sẽ làm cái gì. Không biết có bị ăn hành không nữa, nhưng mà lâu quá không có được hành. Là sẽ có mấy cái game nào mà nó hơi khó. Phương Đà đã ngã trên sân rồi, nhưng không ai quan tâm. Kệ đi. Trước mặt các bạn có 3 hashtag. Mỗi đội sẽ lựa chọn khách mời theo một cách ngẫu nhiên. Beno. Bây giờ xin mời các bạn tiến lại chọn cho đội mình một hashtag đi ạ. Đây coi mình vô đội nào nè. Lấy hiểu. Tôi biết khách mời của tôi lại luôn á, mọi người tin không? Diệu Nhi. Mà đặt cái tên là Cua Nhi để cho tôi... Người ta cua đi. Đúng rồi. Người ta kẹo mình đi. Đúng rồi. Bé mỡ, tuyền mập. Tuyền mập. Nhưng mà mọi người cũng chưa có biết là ba đứa mình muốn con sư đến mình là tuyền mập phải không? Còn cái này á là dạng như là gơ hay... Gơ hay giỏi. Hay giỏi. Tìm bôi hay dở. Tìm bôi hay dơ. À, gơ hay giỏi, tìm bôi hay dở. Xin mời khách mời đầu tiên xuất hiện. Kè. Ai đây? Đây không phải là bé mở rồi, đây là gơ hay giỏi nè. Gơ hay giỏi. Không, Diệu Nhi chạy tung tung rồi đúng không? Không. Thấp. Bé. Gơ hay giỏi nè. Ủa là cửa nhà gì Cua Nhi là em á. Không phải. Ok. Bên đây. Lần đầu tiên thấy mặt em á. Em có muốn qua đội anh đi. Em là Lily và đây là cái nick Yahoo ngày xưa của em. Ngày xưa thực ra em có rất là nhiều nick Yahoo, nhưng mà đây là cái nick mà em xài lâu nhất và em dùng để nói chuyện với mọi người nhiều nhất. Nói chuyện với ai? Dạ, nói chuyện với người cũ nữa. Wow. Vô tim mình phải dê một cái nè. Dê thôi. 1, 2, 3. Cho em gặp bé mỡ luôn. Các bạn hãy gặp khách mời tiếp theo nha. Lùi lại nào.
cả mọi người, chào chương trình. Ngày hôm nay em mới được tới đây chơi mà gặp mọi người em rất là vui. Dạ. Bên nào vậy? Em, mỗi mọi người bắt chúng. Nhỏ em. Ai, ai? Nhưng mà phấn khích vừa thôi. Không, tại vì... mà không ngờ là nhỏ em đi chơi. Rồi, ủa, tại vì chơi hả? Quá đẹp, cao trường hợp, quá đẹp, quá đẹp. Hà Long, Hà Long. Em là cái gì? Nếp đẹp. Bé mở. Qua bên kia. Ủa, gì kì vậy? Buồn em luôn. Ủa, gì kì, anh la quá trời. Sao thì đó, anh đâu biết đâu. Nhưng mà khoan nè. Em vui quá, em quên tên nhỏ tên gì rồi. Phương Đồng. À, Phương Đồng. Trời ơi, em có một bí mật. Em có một bí mật. Lúc nãy ngồi trong kia á, chị Phương Anh Đào có nói là mình phải vô đội anh Kiều Minh Tuấn mới được. Em muốn vô đội ai? Kiều Minh Tuấn. Vậy là chúng ta là đối thủ rồi. Chị cũng muốn vô đội anh Tuấn. Sao anh bị hát đây anh Tuấn? Tổ trang. Thấy em bên này mà Tấm Đồng nó hướng về bên đó. Em xin lỗi. Tổ luôn. Anh vui thiệt nhưng mà anh bị quên. Ngày xưa sao để bé bé mở? Dạ, tại vì hồi đó em cũng hơi nhiều ký chút xíu. Bây giờ là may mắn á, bị mọi người nhắc nhở quá rồi. Dạ, nên là cũng mới xuống được chút xíu. Dạ. Xin mời khách mời tiếp theo ạ. Khách mời của tôi đó chính là Diệu Nhi. Diệu Nhi. Tôi biết Trương Vũ rồi. Rồi sao Diệu Nhi? Sao Diệu Nhi? Anh lớn và anh kỳ quá nha. Không, lúc mà cái lưng ra. Chào mọi người. Bà lấy cái tên Kiều Nhi là gì bà? Em tên Nhí, ở nhà em tên Nhí. Cua Nhí thấy chưa anh? Cua là bạn cấp 2 hay gọi em là cua. Tại em ngang như cua. Tại em ngang như cua. À. Ủa thầy cho Trương Vũ. Các thành viên nam đã hài lòng với các khách mời nữ của chúng ta chưa ạ? Dạ. Rất thanh xuân ạ. Rất hài lòng. Rất hài lòng và rất là thanh xuân. Trước khi các thành viên nam gặp khách mời, chúng tôi đã bí mật tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ giữa các khách mời nữ để xem coi các bạn ấy sẽ bầu chọn ai. Là nam sinh thanh lịch nhất trong ngày hôm nay. Xin lỗi mọi người. À thế mình không có đâu, không có đâu. Em giống cậu ba lắm, em bị lỗi của em. Em bị lỗi của em. Anh Giang mới bị lỗi đầu tiên, em bị là phải có em. Anh Giang mới bị lỗi đầu tiên, em bị là phải có em. Thanh lịch ở đây em nghĩ là sẽ liên quan tới ngoại hình thanh lịch. Ngoại hình, rất là thích những cái nam sinh mà... Cá tính. Ờ, cá tính chút xíu. Cái này là tính theo chiều cao chắc chứ Giang. mình giấu đi mạnh ai cho nha. Và người được bình chọn là nam sinh thanh lịch nhất trong mắt các khách mời nữ là bạn thiếu thứ hai. Trời ơi, biết kết thứ hai. Trời ơi, biết kết thứ hai. Trời ơi, biết kết quả luôn rồi. Cái này là ai có điều này lại thiếu thứ hai sẽ nhận được một chiếc túi miệng nam sinh thanh lịch, đồng thời là có một cái đặc quyền là sẽ được đổi một thành viên trong đội mình với một thành viên bất kỳ bạn chọn. Cái gì luôn ạ? Cái này là do đẹp mà ra hả? Xin mời chiếc vương miệng của bạn ạ. Trời ơi, trời ơi. Thôi, thôi. Nó hơi bự á. Bạn có muốn đổi thành viên nào trong đội của mình không ạ? Thích thì đổi nha. Ủa là vợ đổi em đi luôn. Đúng rồi, đổi em đi. Bắt nữ với em ơi, bắt nữ với. Bạn đi, vô dụng lắm. Em đổi anh Tuấn qua đây nè. Không, em á, em bị đổi á. Lê Dương của Lâm bên kia đó. Thank you.
Nói chung là ý là tham gia chương trình thì phải có sự đổi mới mà em. Ôi. Phải có sự đổi mới mà. Ôi. Không ngờ. Em chưa chơi mà cũ đâu, chưa chơi mà. Đúng rồi, chưa chơi. Mà anh với em có chung đội bao giờ đâu mà giờ em đổi. Mình đang mới nè, mình đang mới. Em đổi anh chưa? Em đổi anh chưa mà anh nói. Em đổi Lily. Ý là em đã làm việc khá chị Lily khá là nhiều lần nên là em cũng không thích lắm. Đổi mới đi. Đổi nữ. Người ta có quyền mà sẽ mới vậy em đi, đừng đổi nữ. Tôi học chung lớp với em. Em biết tính Jun lắm. Dạ, nếu mà anh Chris đã rất là thích cái này là anh Chris thích nên là em sẽ đổi chị Lily qua với lại Jun Vũ ạ. Dạ. Cuộc đời con phải về với đồng của chú, không bao giờ thoát đi được. Người được bình chọn thấp nhất trong buổi sáng hôm nay cũng sẽ có một món quà an ủi, đó là sở hữu em Jennifer. Chúng nó đó kìa. Ủa? Nó đó kìa. Và người nhận được ít bình chọn nhất, con đó của anh Tuấn chứ, chính là tụi em không biết ai nha. Chris Phan. Ôi. Đây nè, cái này là không tiện công bố. Đây là ba bạn nè, bạn Phương Đào nè, bạn Lily nè, bạn Chính Vũ nè. Mỗi bạn sẽ có một cái thích điểm vào đây cho từng nghệ sĩ. Tôi hân hạnh, tôi ở khúc giữa nha mọi người. 11.5 là Rich Phan. À, kế Rich Phan là Lê Dư Bảo Lâm. Trời ơi, có hãnh diện gì không? Không ngờ hãnh diện luôn. Xin mời Chris Phan tiến lên nè. Dạ. Rồi. Tạ ơn Jennifer. Vô màu nha. Dạ. Ờ đúng rồi, hôm nay có mình em mặc màu đen mà. Hôm nay chúng ta sẽ có nhiều phương tiện di chuyển khắp nơi ở Đà Lạt ha. Đó là những chiếc xe máy cổ, xe đạp đôi và xe đạp đơn bình thường. Và các bạn sẽ phải tham gia hai trò chơi để chọn phương tiện cho đội của mình. Trò chơi đầu tiên là giành ghế. Khi tiếng nhạc vang lên, các bạn sẽ phải đi vòng quanh ghế và nhảy múa theo nhạc. Khi nhạc dừng lại, các bạn sẽ phải nhanh chóng ngồi vào ghế. Ba người bị loại đầu tiên nhận được 50.000. Năm người bị loại tiếp theo mỗi người nhận được 100.000. Người chiến thắng cuối cùng giành được 200.000. Số tiền tổng mà mỗi đội giành được sẽ sử dụng cho việc thuê phương tiện và ăn uống tự do trong ngày hôm nay. Ơi, em nhường chị đi. Hiếu. Hiếu nhường nha. Hiếu nhường nha Hiếu. Âm nhạc bắt đầu. 3 2 1. Chưa bà bé ơi. Bình tĩnh thôi. Anh chạy kiểu này nha. Ây da, em hôn lưng này nha. Ây da, em hôn. Em đừng có chứng kiến gì. Em đã sai chị. Ly ơi sao vậy con? Anh làm mất rồi quá. Anh làm mất rồi quá. Tôi đề nghị là mình thử nhạc đi ạ. Trời tôi với mọi người hai người bị đuổi. Tiếp tục.
Cố lên chú ơi. Ê ê, cái điểm âm thanh nghe quá kìa. Đào mọi người chui. Sức mạnh cơ bắp đi Hiếu ơi. Cái gì vậy? Như chỉ cái gì vậy? Cơ bắp vào, cơ bắp vào. Anh lớn mạnh hơn tôi là em quá. Trò chơi tiếp theo dành cho khách mời nữ. Trước mặt các bạn có 3 ly nước chanh, trong đó 2 ly có đường và 1 ly không đường. Cô gái nào chọn được ly nước có đường sẽ mang về thêm cho đội mình 200.000 đồng. Cô gái nào chọn phải ly nước chanh không đường thì đội đó sẽ mất sạch tiền. Cái gì? Mất sạch à, chơi lớn vậy. Chứ sao, những người không thanh lịch sẽ bị mất đầu tiên. Áp lực quá. Và số tiền của đội thua sẽ được chia đều cho hai đội còn lại. Đúng vậy, nên vậy. Đúng vậy, nên vậy. Xin mời ba cô gái tiến lên. Ở giữa. Lên cho tôi xuống chuối được. Lên cho tôi xuống chuối được. Em chưa. Em không được chọn luôn á, còn lại cuối cùng anh Giang lẹ quá à. Hết luôn không? Hết, 100%. Hết luôn. Xuân đã đến rồi, đèo sắp ngàn đường hoa của tôi đây. Có đường không? Chưa. Bây giờ chú phải chịu trách nhiệm đi. Con hãy tin chú. Con không tin nữa. Con không tin nữa. Bé này, đổi người đi à. Sao mà đổi được. Bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp lộ phí cho các bạn. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ gửi cho mỗi đội một túi vật dụng có các món cần thiết để các bạn sử dụng trong ngày hôm nay. Đó là một cuốn sổ lưu bút, một chiếc máy ảnh in liền, các vật dụng để trang trí cho sổ lưu bút và một cái cặp để chứa tất cả những thứ đó. Ủa chụp được không chú? Được, nó ra luôn á. Ra hình luôn á. Ra luôn. Bút viết kim tuyến kẹp kim tuyến là dễ mắt ha. Đúng rồi. Anh để như vậy đâu? Là mình làm văn phòng phẩm rồi. Đúng rồi, để kiểm tra tiền coi có thiếu không. Rồi. Nhiều khi hệ mình đúng không? Rồi kiếp này chôn. 550 nha, nhiều nha. Sau khi nè nè nhìn ờ. Thấy không chưa? Thấy rồi, rồi rồi rồi, thấy nha.
2, 3. Trên tay tôi có 3 tấm ảnh là một địa điểm tại Đà Lạt. Nhiệm vụ của các bạn cần đoán xem đây là địa điểm nào. Sau đó các bạn sẽ dùng số tiền mình đang có tiến đến vị trí thuê phương tiện. Đó rồi, cái này anh Giang giỏi lắm. Thua rồi, tại anh lạc ít khi nào đi du lịch lắm. Anh toàn đi làm thôi. Nhau mà. Nhà thơ. Mình đi Đà Lạt cũng nhiều lắm, Hiếu cũng đi nhiều hơn 10 lần. Em đi nhiều lắm, đó. Em ở đây cả nửa tháng mà em không biết đây là đâu. Nhà hết bà không? Không, mình không đi đâu, mình không được. Ủa anh đi đâu vậy? Nè, hỏi mấy cô ở đây nè. Chị xưa giờ chị đi cái này chưa? Chị đi ở đây chưa chị? Chị biết chỗ này không ạ? Dạ, ở Đà Lạt á chị. Chết rồi, chị hỏi em câu đó là em chết luôn á. Nhìn đứa mẹ. Dạ, cảm ơn chị ạ. Cô cao quốc quả. Đúng cây xăng nguyên tự lực. Anh cứ bo theo bò hồn á. Ở đâu á? Thôi, đừng nói, đừng nói, đừng nói, đừng nói, anh đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ thông tin cho em rồi. Được rồi, được rồi, được rồi, anh, được rồi, anh trai, cảm ơn anh trai quá trời, được rồi. Được rồi, thôi, anh trai, được rồi, được, anh nói với em nè. Được rồi, cảm ơn anh trai. Thôi em, trễ giờ rồi, quay đi. Chúng ta có 30 phút để di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Và 30 phút bắt đầu. Chúng tôi thấy 30 phút là quá nhiều, chúng tôi chỉ cần 15 phút thôi. Đi thôi. Go. Đi. Xin chào mọi người. Chúng tôi đang có một hành trình độc đáo, không tiền vẫn tồn tại ở cái đất mộng mơ này. Bây giờ hỏi cái đường nè, đi hướng nào nè. Bây giờ đi ra hồ, đi đường nào nhỉ? Đường này. Chưa chắc không? Ra hồ. Chắc chắn đường này. Rồi, có mấy người. Có mấy người đi câu kìa. Sao không ai để hỏi chứ? Con sẽ đi hỏi, con sẽ hỏi được. Chú ơi, cho con hỏi đường ra hồ đi, đường nào? Ra đây. Ra hồ đi này mọi người ạ. Ra hồ đi này mọi người ạ. Anh Giang hay thua người ta lắm. Thiệt á. Cứ chạy con hơn rồi đi. Đi, chúng ta đi nha. Ê, dốc. Ê, cái gô đồ bị gãy rồi nè. Gô đồ bị gãy rồi. Ơi, xe này không có thắng luôn á trời. Trời, cái xe không có thắng luôn á. Xe không có thắng sao chạy. Hiếu ơi, cái này đạp sao? Chúng tôi có tiền nhưng không có kiến thức đi xe máy. Chúng tôi không đi được xe máy. Rồi. Cái này không đồng, lấy cái này đi anh. Nhưng mà cậu ba đâu được. Trời ơi, cái này là này là trên rồi. Nè, mấy đội kia tháo bugi rồi. Rồi. Nhưng mà lát anh coi ấy được không? Đây bây giờ chúng tôi có tất cả, có tiền. Rồi lên em ơi, lên em ơi. Đi. Đi xe đi được rồi. Được rồi, đi thôi. Ủa sao xuống bên này? Ê.
49 Đà Lạt chào mọi người. 49 Đà Lạt chào mọi người. Thử thách 6 ngày 6 đêm ở Đà Lạt không về. Không tiền không bạc. Không tiền không bạc. Không thể sống. Xin chào. Ăn cơm hả? Đi chơi hả? Đi chơi, chơi. Đi chơi, đi xe máy. Ok, xe hơi nhờ rồi. Xe bị đứt sên luôn anh Huy ơi. Bị đứt sên luôn rồi. Xe bị đứt sên rồi. Rồi, gửi cái xe này lại. Anh đi chung với anh Huy. Em nhờ đi xe nhờ chú được không? Dạ rồi, dạ rồi. Gửi xe rồi, gửi đâu? Đây, gửi quán cà phê này đi Lâm ơi. Gửi đi cho Lâm ơi, Lâm. Lâm ơi, chú là cán bộ đây mà gửi quán cà phê của Huệ nè. Ôi dạ, trời ơi, chú cán bộ. Chú cán bộ. Gửi đi. Trời ơi. Thôi cứ gửi đó đi. Quý nhân, quý nhân. Ê. Quý nhân luôn, đây, đây em. Để giảm tải. Dạ, không mất đâu cô ơi, nó bị hư rồi. Lâm, 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 để lại Lâm ơi. Rồi cứ để đi Lâm ơi, không mất đâu. Hiện tại thì chúng tôi đã có được phương tiện. Lâm đang là người lái xe nha. Đạp xe nè, chứ không có lái xe nè. Ô, đã quá ha. Trường Đại học Đà Lạt đây. Chúng ta đã đến rồi, bây giờ chúng ta phải tìm cái địa điểm như thế này. Đi theo lá cờ, đi theo lá cờ. Đi theo lá cờ, đi theo lá cờ. Cô có cắm sẵn lá cờ của chương trình 2 ngày 1 đêm. Cờ đâu nữa? Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Thẳng lên, thẳng có lên. Có cơ màu vàng rồi, có cơ màu vàng kìa. Lên. Hình như mình đánh đầu tiên thôi, chỉ có đội nào có xe máy nữa đâu. Rồi xuống luôn em, xuống luôn. Xuống luôn, xuống luôn. Xuống luôn. Làm gì có ai có xe máy như mình. Ê, đông quá vậy. Đông quá nha. Ủa tại sao? Thưa quý vị thân mến, chúng tôi đang trên một chiếc xe gọi là xe hơi. Và đây là Lily và Kiều Minh Tuấn. Sát sát qua đây nào. Và chúng tôi đang trên đường đi đến địa điểm mà nơi mà gọi là chương trình yêu cầu. Chúng tôi thật ra là chúng tôi muốn đi đi bộ lắm mọi người ạ. Để mình còn tập thể thao. Nhưng mà một người dân Đà Lạt đó là bạn Thắng. Bạn Thắng nói là không, hãy đi xe tôi. Cái chỗ này là trường đại học đúng không? Gần vườn hóa. Trường đại học Đà Lạt đúng không? Đúng rồi. Go, 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 go. Thôi lên sớm vậy? Đi đường nào nhanh quá vậy? Trời ơi, cái gì đâu, ta tới nãy giờ một tiếng hồ rồi mới tới. Đi bộ ở đâu mà nhanh quá. Làm gì mà một tiếng đồng hồ? Tụi anh đi bộ em thôi. Tụi anh đi bộ, tụi anh chạy đi thế nào? Tụi anh đi bộ rồi. Tụi anh là những marathon. Trời ơi, tụi mặc cái quần vải chạy cực quá. Lên sớm mà nghĩ ra nhiều. Hello. Thôi giờ mọi người chúng ta tới. Không ra học bằng. Đâu biết nội dung đó. Chúng ta muốn hát à? Tấu hề không? Tấu hề không? Ủa mày đi đâu vậy? Ờ đi ra chơi 2 ngày 1 đêm nè. Ủa đi chơi 2 ngày 1 đêm hả? Đã chuẩn bị bài thi gì chưa? Được, tôi ở đây không khí nóng, tôi muốn hát một bài. Hát một bài gì? Mùa hè này ở nóng thân bưng bôi vì ngàn kia nắng xuyên qua người. À lát em với Ly á hát giao lưu một bài nữa không? Dạ được. Sao rồi nè cả? Mình sẽ có những tấm hình. Một những hình đó là những hình khuôn mặt các kiểu răng lâu răng lộn để tìm đúng cái đó của ai thắng. Khởi động không khí một chút, sau đó thì mình sẽ kể đến cái tiếp mục mời mọi người hát thì dạ. Dạ vâng, hát thì đó em đang ghi danh sách hát xong mới đoán hình đúng không? Dạ vâng, đúng rồi, hát xong hình xong cái chốt một vài câu hỏi vui ở giữa bạn khán giả đúng không? Dạ vâng. Và sau đó sẽ chấm hết đúng không? Dạ vâng.
chào mừng toàn thể quý sinh viên, quý chị em phụ nữ cùng các anh em đẹp trai đang đến với chương trình 2 ngày 1 đêm. Và đây chuyến đi thanh xuân. Vỗ tay nồng nhiệt cho tất cả chúng ta. Cảm ơn các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ dàn cast 60 đàn ông. Xin giới thiệu một nhân vật đẹp, ngon, cá tính. Em của Hiếu Chủ Nhật. Gì vậy? Hiếu thứ hai. Hiếu thứ hai. Hello mọi người. Chúng tôi xin giới thiệu một người nữa mà hôm nay chúng ta đã bầu chọn trong cái gọi là nội dung nam thanh lịch và đứng hàng bé. Chris Pang. Chúng ta chào đón một người con đến từ Đồng Nai. Anh Dương Lâm Đồng Nai. Anh Dương Lâm Đồng Nai. Chào mọi người. À, dễ thương chưa? Quá trời. Chúng tôi xin giới thiệu một doanh nhân thành đạt, chủ, đúng rồi, chủ cái hàng loạt cà phê thương hiệu, hôm nay bán được. Ê, đừng nói anh ơi, đã nói được rồi. Xin giới thiệu Ngô Kiến Huy. Chào mọi người, chào cả nhà, dạ chào mọi người. Xin giới thiệu nam thần điện ảnh đã từng thành công với những bộ phim Đình Đám, Kiều Minh Tuấn. Chúng tôi xin giới thiệu những gương mặt khả ái, ca sĩ sản xuất âm nhạc Lý Ly. Một người con gái là nằm trong tim của những người đàn ông với nhan sắc mong manh, dễ vỡ, chưa vỡ bao giờ. Chương Vũ. Chào mọi người ạ. Chương Vũ. Và một cô em gái, nữ diễn viên điện ảnh, ai cũng biết, Phương Anh Đào. Đây là toàn bộ nghệ sĩ của bạn ngày nay, vỗ tay thật nóng nhiệt. Các bạn muốn gương mặt nào ở đây trình diễn âm nhạc? What's up? Yeah. Đà Lạt ơi. Đà Lạt à. Sẽ đôi từ khi em vô đây, thực sự là không thể công nhận em nên sẽ ăn sang đó. Giờ là đã chắc luôn em cần ngày hước thông minh và đáp thay sao được ngay toàn liền anh đang có. Giờ là rất xinh nhưng mà đi một mình ngày này. Xích qua là anh mời em một ly my baby. Uống xong là hai mình say lòng nhau cho mẹ mình. Sáng mai nó có cả anh gọi em. Bên nhau là ta nhìn ra nó mình đua. Thật luôn mà tin anh đi trong 100 trong một mùa. Để bên cạnh anh luôn vui được không còn pretty face and a dark humor. Now make me say tin anh đi, lấy túi sắt và nhanh chân được con đấy. Vì ta sẽ có một đêm thật dài và thật may tin chưa say. Trời đã tối thôi đừng đi bên ngoài, cần một chỗ để nằm qua đêm dài. Dù nhà anh không cách âm đừng bận tâm hay sao anh vờn thanh đã phải ca trên đài. Em vừa nói em đang muốn ăn ngoài, chờ hạnh phúc con bò đến đã lại. Because we are dynamic. Duo. Let me listen. Dynamic duo. Baby, dynamic duo. Dynamic duo. Hey. Dynamic duo.
Let's go. Vỗ tay, đồng nhạc vỗ tay lớn lên nào. Hey, cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn hiếu này. Bây giờ là một cái game cho tất cả mọi người cùng chơi. Chúng ta sẽ chơi không cần phải giơ tay, ai trả lời la lên là đúng. Đây là những bộ phận trên cơ thể của các nghệ sĩ. Trên cơ thể của các nghệ sĩ. Sao nghe kỳ vậy? Chúng tôi sẽ có hình ảnh. Ai la lên đúng chính xác nhận quà, đơn giản. Đây là con mắt của nghệ sĩ nào? Ủa chưa có lật ra mà đã lần lượt luôn sao? Chú Vũ đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Miệng của ai ạ? À? Ai giơ tay ạ? À, giơ tay ạ? À, giơ tay ạ? À? Ai ạ? À? Ai ạ? À? Rồi mẹ luôn. Đúng rồi ạ. Đúng không ạ? Chương trình không thương em, chắc chắn chương trình không thương em. Mời nhận một phần quà. Dễ quá, tự nhiên đưa hàm răng sứ ra ai không biết. Ai ạ? À? Trời ơi, biết luôn hả? Ai ạ? À, giơ tay ạ? À? Bên đây ạ? À? Bên đây có ai không ạ? À? Ai ạ? À? Rồi mời em. Em lên luôn em. Dạ em ạ. Dạ em đó là chị Ly Ly ạ. Ủa phải không? Ly Ly đúng hay không ạ? À? Không, chính xác. Em chưa cho lên đây. Ai, ai, ai? Dạ, chị Phương Anh Đào. Dễ quá mà mọi người. Đâu có, đâu có. Mở ra. Trời ơi, làm sao dễ chơi vậy anh? Đó, đó. Mẹ đó là của... Phương Đào chính xác. Đúng rồi ạ, à, đúng rồi ạ. À. Con quên đây nhận quà con. Rồi, đúng rồi. Hết rồi ạ. Hết hình ảnh rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi một gương mặt rất là đẹp. Đây. Là Phương Đào rất là xinh xắn ngày hôm nay luôn. Mời chúng ta chia sẻ nào. Cái bí quyết để em gìn giữ nhan sắc. À, thật ra thì để mà chia sẻ cái bí quyết thì nó rất là đơn giản thôi. À, với cái công việc này của tất cả mọi người thì thường là mình sẽ di chuyển rất là nhiều và cả cái sự bận rộn nên là mình sẽ chọn những cái sản phẩm và những cái cách nào nó tối ưu nhất và đem lại cái sự hiệu quả tốt nhất. Với cái thời tiết mà nắng nóng ẩm của Việt Nam như vậy nè thì em thấy là cái cách đó nó rất là phù hợp khi mà mình dùng serum và mình không cần phải dùng thêm cái kem dưỡng. Thì mình chỉ cần xài cái serum đó 2 lần, 3 lần lên. Ở đây ai có serum mình dơ lên ạ? À? À, đúng rồi. Nên là tối nay mọi người cầm cái serum này trên tay rồi về nhà xài thử, làm liền ha, sẽ thấy cái hiệu quả của nó như thế nào. Cảm ơn Phương Đào ạ. Rồi, như vậy là chúng ta đã có âm nhạc, có trò chơi, có đố cái kiểu. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuối cùng, đó chính là chúng ta chụp một hình tập thể cho nó vui ạ. Bây giờ sẽ là thử thách dành cho cả ba đội chơi, đó là thử thách cướp dâu. Cướp dâu. Ai là dâu? Chúng ta có ba đội chơi, mỗi đội có 5 người, mỗi người mang một con số. Trọng tài gọi số nào thì số đó lên cướp dâu. Mỗi lần thành công sẽ được 1 điểm. Đội nào đạt được 5 điểm trước sẽ là đội chiến thắng. Mỗi một đội các bạn sẽ mời thêm 2 sinh viên vào cùng chơi với mình nè. Bạn vào đây không? Đợi anh Chris. Chris. Bên đây nè, bên đây nè. Ai? Có chạm bạn vào đây không? Đó. 10 giây còn lại. Mọi người đó, mọi người 10 giây. Chạy nhanh, chạy nhanh. Chạy đâu em? Tốc độ chạy nhiều. Chị thấy là em đang rất là mong muốn là mọi người chọn em rồi. Một nữ công bằng lắm. Em. Đây nè, em áo jean. Ok. Thể dục mấy điểm. Xong rồi đã bắn toàn rồi. Ok, đã bắn toàn rồi. Chị tin
10 giây còn lại. Chơi không? Ai chơi nào? Qua đây. Vô đây, vô đây với chị. Xong chưa, xong chưa? Ủa chú hai, hai bạn này sao mình lâu vậy? Trời đất ơi, còn một người nữa. Dài dữ vậy. À, chị Bảy hả? Đúng rồi, đội chơi sạch sẽ quá, mình thăng gian thôi. Bé còn ngơ ngác chưa có chơi game bây giờ không có biết. Số này là số gì? Số để đối đội bên kia, hiểu không? Dạ biết. À, số 3 bên kia. À, Phương Anh Đào, chết chứ tập. Tôi đã coi đối thủ của tôi. Sao cũng hợp với nhau chứ. Ly số 2 á, ly số 2. Số 5, số 5, để dùng bao lâu? Anh phổ biến lại cho em được không? Giờ sao? Bên nó quản trò mà gọi số nào số chạy lên. Ok. Số giờ 3 số. Hai ba tuổi 17 bẻ gãy sừng châu giật cây dây dây. Hai ba thua thì thôi, thua thì thôi. Trời ơi, nhạt nhẽo, nhạt nhẽo, không đêm có gì vui. Thử thách 6 ngày 6 đêm giật cây dâu ghét thương. Cười nha. Hai ba không vui, không vui. Ủa mà bệnh đâu có vui đâu. Vui bệnh đâu có vui đâu. Không vui. Chỉ có là cái miệng anh bự thôi. Bỏ đi, bỏ đi em nhỏ. Bỏ đi em nhỏ. Rồi vâng, bây giờ trò chơi sẽ bắt đầu. Trò chơi đi ạ. Không có bạo, không có bạo, không có bạo. Số 3 lên, số 3 lên. Số 3 lên. Một không cho đội của anh Trường Giang. Trời, chồng của anh nhận đi. Cướp điểm được. Đúng tay là được. Đúng là cướp điểm. Bên nói gần bên mình á. Ê, lưu lại, lưu lại. Ê, lưu lại, lưu lại. Ăn gian quá, tuổi trẻ ăn gian dữ vậy. Phương nào, lưu lại. Số 5, số 4 lên. Cố lên. Số 5, số 4 lên. Bây giờ mới hiểu được chơi á, làm lại. Số 3, số 4. Ui, số 3 đây, số 3 đi. Số 3 đi, số 3 đi. Tạm ơi, tạm ơi. Tạm ơi, tạm ơi. Em chậm chú, em chậm. Nè, nè, nè. Hai anh. Em chậm chú, em chậm. Nè, nè, nè. Hai anh. Người ta cho con gái ta chạy 4 bước được không? Mọi người ơi, hai bạn kia đụng máy này không có ý nghĩa, chỉ có Trường Giang số 3 mới đụng được thôi. Nè, 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 hai anh. Người, người ta cho con gái. Đây, đây, 1-0. Mọi người ơi, hai bạn kia đụng máy này không có ý nghĩa, chỉ có Trường Giang số 3 mới đụng được thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi, ghê. Ghê, ghê, ghê. Ở Trường Giang được điểm. Ủa chú Giang số 3 mới đụng số 3 được thôi anh. Ý là chỉ có được một, nhưng mà số 3, số 4 thì cái người bắt lấy phải là 3-0-0. Cùng số mới đụng số thôi. Anh ơi, nãy giờ mình chơi nháp chưa hiểu lắm. Khoan, khoan. Nếu vậy á, số phải lấy ra. Không, mình đang thắng 3-0. Đang thắng 3-0, đang thắng 3-0. Em không nhìn thấy rõ số của ai. Đang thắng, thì bây giờ nhìn đi. Thì bây giờ nhìn đi. Mà chạy luôn. Số 4 lên. Yeah.
Số 4 đi. Số 1 lên. Số 1 nha. Số 1 đi. 2, 3, 4 lên. 2, 3, 4 Yeah. Số 5 lên. Số 5 về. 1, 2, 3 lên. Ba về. Nhanh lên. Hay quá em ơi. Tỷ số 3-1-1. Anh Vĩnh lăng vàng quá. Em chơi. Mất thời gian vậy rồi. Mất thời gian. Số 1 2 lên. 2 về. Ghi điểm rồi, ghi điểm rồi. Đang chạm trước. Đang chạm trước chị. Hỏi cái người bị chạm là ai chạm trước. Không. Chạm. Đội số 1 của Trường Giang chạm trước. Thêm 1 điểm cho đội của anh Trường Giang. 4-1-1. Số 4. Người ta đang đọc tỷ số. Tỷ số bà ơi. Người ta đang đọc tỷ số. Anh Tuấn. Bây giờ đội của anh Trường Giang có muốn một trận đấu chỉ có hai đội bên này để cho họ có cơ hội được một lượt duy nhất. Rồi cho chơi đi, mấy đứa yếu yếu chơi đi. Anh là người lấy em cản không? Nếu mà ba muốn. Ok. Hai đội dễ chơi lắm á. 3-4 lên. 3-4 lên. 3-4. 3-4. Đội của Chris thêm 1 điểm. Sao số 4 không bắt Chris? Hả? Sao không bắt Chris? 4 về mà. 3 về chứ 4 về hồi nào. 3 về. Đây là số 4. Thôi ơi. Trời ơi, không tập trung gì. Tại vì em sợ bạn đau. Tỷ số hiện giờ đang là 4-2-1. Mình hơi che góc kia. Ừ đúng rồi. Ủa bà đào nãy bà số 3 sao bà đỡ qua đó vậy? Có đâu. Không, chị đào số 2. Không, ban đầu là Phương đào số 3. Đừng đổi số mà. Đổi qua cho bé này. Bé hình như đổi cho Phương đi, đổi cho chạy không được. Em số 3 đó nha. Một sự gian dối. Em được quyền tổ chức lại đội. Dạ mà có chiến thuật. Không sao, chơi đi, kệ đó. 3-4-5. Hả? À, cái gì? Hả? À, cái gì? 5 về. Bác số 5 về hoài vậy? Gì vậy? Đúng rồi. 5 về. Bác số 5 về hoài vậy? Gì vậy? Đúng rồi. Gì vậy? 4. Tự nhiên người ta số 3 đi đụng số 4. Số 3 mà tự nhiên đụng số 4. Thì có gì qua đó anh ơi. Còn có trời đâu. Các bạn đã giành được một bữa trưa thịnh soạn. Ngoài ra
Ngoài ra các bạn sẽ có được một phần thưởng đặc biệt dành cho đội thắng cuộc trò chơi cướp dâu. Kem. Không có tiền thì không có kem. Người thắng được ăn cà lem, người thua ăn cái cây của cà lem. Anh Giang ơi, đồng đội có ăn kem nè anh Giang. Đây là kem xoài nha mọi người. Em ăn kem xoài. Kem xoài ngon lắm á. Dạ ha. Cái này giống như ăn xoài thiệt á. Quá ngon luôn á. Ngon lắm luôn á. Sẽ là thử thách dành bữa trưa ngon miệng cho hai đội còn lại. Đó chính là thử thách đá bóng. Anh Chris chuột rút. Đó à, đây có tôi chứ Chris à. Em chuột bóng rổ thôi à. Meo. Chết rồi, đội em chuột rút rồi. Tôi cần chơi liền đi anh, chúng tôi cần chơi liền đi. Đúng rồi, còn chơi liền mà đâu chuột rút. Chúng tôi muốn chơi nào. Chơi đi à, bấm giờ chúng tôi đi. Sao hả? Chuột rút đúng không ạ? Mày kìa, có sao á, coi chắc xíu đá cho nó chuột rút. Đối với đội thắng thì các bạn sẽ không cần đá bóng mà các bạn sẽ vào vai trò bình luận viên của trận đấu. Còn đối với hai đội thua, có hiện nay là 3 thành viên mỗi đội. Chúng ta sẽ cần thêm 4 cầu thủ ở mỗi đội nữa. Và bây giờ xin mời các cầu thủ sinh viên tiến vào sân bóng ạ. Rồi bây giờ để chiêu dụ người tài về đội bóng của mình thì đề nghị hai đội các bạn sẽ lần lượt thể hiện kỹ năng đá bóng của mình. Đội nào thể hiện thắng được lấy cái đội cái anh màu đỏ. Dùng tay đập nát cho anh, cho anh. Rồi. Ê, em bây giờ thì muốn truyền cho em tương bằng tay được không? Không, hai bàn chân. Em muốn truyền anh, em muốn truyền. Rồi anh cho em muốn truyền. Em đón chân không được, em đón chân không được. Hai bàn đứng lên. Cho luôn. Làm lại cho em một lần nữa. Anh đó, đầu tiên muốn truyền. Không truyền hả? Không truyền. Rồi, bất ngờ lắm. Cái nha. 10 cái. Ba bốn. Không được 10 cái nữa. Đẹp rồi. Bốn tiền á. Nhất nhất. Rồi, đợi bên kia. Thôi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Bên đội Rít là thắng rồi, đội Rít có quyền chọn. Khang. Ủa sao chưa, đá banh đã giỏi hơn rồi mà còn chọn người giỏi nữa đúng không? Ờ, sao kỳ vậy? Anh phải cho chúng sở trường, cho hết đất đi. Rồi mới chọn người. Rồi mới chọn người. Chơi chương trình chủ tạ. Đá banh giỏi rồi mà còn chọn người giỏi nữa, chơi cái gì đây? Hết đất đi, hết đất gặp bụng sáu muối nè, lộn mèo lên. Dạ. Thế chữ lộn cũng được. Đúng không em? Cái nào cũng ngồi bên kia.
Rồi chọn đi ạ. Dạ em chọn rồi. Rồi về đội luôn, về đội luôn. Trời ơi, cái vàng em hết ba bạn cần rồi đó. Trời ơi, không thấy đường rồi đá banh rồi sao? Trời ơi, người ta đá banh hay lắm. Em cũng có người cận luôn. Một đứa bị thương. Ba bé cận, à hai bé cận. Hai đội thi đấu bóng đá hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Chúng ta sẽ nghỉ giữa hiệp 10 phút. Chào mừng toàn thể quý vị đã đến với sân vận động của trường Đại học Đà Lạt. Ngày hôm nay vỗ tay nồng nhiệt cho hai đội bóng của chúng ta. Đá cho đội bạn sợ nè. Mỗi quý vị đang cứ bóng, quý vị. Lê Diệu Lâm, Lê Diệu Lâm, Lê Diệu Lâm, Lê Diệu Lâm. Một người khao được rồi. Ritman, Ritman có bóng. Lê Diệu Lâm chặn được rồi. Lê Diệu Lâm chặn được rồi. Một chạm vào tay cho Lê Diệu Lâm ơi. Quyền đá biên đã thuộc về đội của quý vị. Chúng ta đang thấy cứ bóng trên sân. Ritman, Ritman, Ritman xuống đi nào. Chuông Vũ Budapest đã đá không thành công. Chuông Vũ Budapest đó. Như vậy là bóng lại có từ phần sân của đội Ngô Kiến Huy. Và Lê Diệu Lâm đang ra hiệu đừng quăng bóng cho tôi, đừng quăng bóng cho tôi. Thật độc đáo, một cầu thủ không không cần bóng. Và Ngô Kiến Huy, Ngô Kiến Huy dễ dàng. Lâm đầu đây. Lâm đầu đây. Lâm, lâm đầu đây. Không được rồi, Hiếu thứ ba. Hiếu thứ ba chuyền cho Ritman. Ritman chuyền cho Hiếu thứ hai. Quyết bàn chuyện cho Hiếu thứ hai. Hiếu thứ hai. Good. Hiếu thứ hai. Good. Good. Hiếu thứ hai. Một. Một phát trên Veluka không thành công của Hiếu thứ hai. Quý vị chẳng đã biết thế nào. Và bóng được kiếm về cho. Tụi môn. Vô. Trời ơi. Chụp lại, chụp lại. Tụi môn. Tụi môn. Nhưng mà là trọng tài đã thổi rồi. Chuyện gì xảy ra đây? Phạt gián tiếp xin chúc mừng. Người thực hiện chắc có lẽ là Chris Phan. Lâm ơi, đá bóng không phải nhảy đập. Lâm ơi, không phải nhảy đập. Trọng tài hãy xử phạt những hành vi phi thể thao. Dương Vũ đã cản đường của đồng đội mình. Dương Vũ đã cản đường của đồng đội mình. Thay người, thay người, thay người. Phương Anh Đào vào vị trí thay cho Lê Dương Bảo Lâm. Phương Anh Đào, Đào ơi. Ui bẻ Đào. Đào ơi. Ui bẻ Đào. Đào, đấy, Đào, Đào, đúng là Đào. Hay quá. Hay quá Đào ơi. Một... Hay quá. Hay quá Đào ơi. Một pha đá vào không khí của Đào. Ê, 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 ê. Uê, uê, uê. Chúng ta thấy sự có mặt của Chính Vũ trên sân ở bên đội Chris Phan là hầu như là không cần thiết. Đào, ta đây, hay quá Đào ơi, ta đây, hay quá Đào ơi, hay quá Đào ơi. Không những con bé này đóng phim giỏi mà đá cũng hay. Ai? 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 Thầy có sao không? Khoan, 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 khoan. Khoan. Vô mặt. Có sao không? Xin lỗi. Làm gì không đổi tôi đi. Nói chung là... Xém vô mặt, trời ơi. Không anh ơi. Cái đó mà... Không phải. Đúng rồi. Cái này mà phải bảo vệ người ta. Đúng rồi. Để cái mặt xuống đây được. Không được. Như vậy là đã tới lúc show kỹ năng của Lê Dương Bảo Lâm cãi lộn. Chúng tôi cần bảo vệ. Cái mặt tôi kiếm tiền. Không nào mà không che được. Thưa quý vị thân mến, khả năng đá bóng không có nhưng khả năng cãi lộn thì chắc nguyên cái phường 7 Đà Lạt này luôn. Cũng không bằng Lê Dương Bảo Lâm đâu, thưa quý vị. Chúng tôi là cái sự công bằng.
bóng sẽ được phát từ vị trí của Chris Phan. Vậy tại là Chris Phan đóng, đóng vào. Rất mạnh. Như vậy là quả bóng vừa rồi đi vào vị trí không cần thiết. Và chúng ta thấy đây Ngô Kiến Huy, Huy Chí Chành đã có bóng. Ừ. Không thành công rồi, không thành công rồi. SOS. Hay quá. Trọng tài. Vô. 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 Wow. Như vậy là 1-0 dành cho đội của Chris Phan. Và người ghi bàn là Hoàng Khang. Vừa rồi là Hoàng Khang. Đội của Chris Phan và nỗi buồn lên gương mặt của Lê Dương Bảo Lâm. Gục ngã trên sân bóng. Chúng ta thấy sự gục ngã trên sân bóng. Như vậy là Xuân Vũ đã ra dấu hiệu, chúng tôi cần thay người. Như vậy là hai đội chúng ta hiện tại không còn phụ nữ, toàn đàn ông. Số hiện tại là 2-0 của đội Chris Phan. Như vậy là chạy đi, những tiếng là ó chạy đi để đội bắt bóng. Hiếu ơi, chị quá. Rít Phan, Rít ơi. Rít Phan vô nhà. Rít Phan vô nhà. Rít Phan vô nhà. Như vậy là Lê Dư Bảo Lâm tiếp tục sẽ đồng điện thường hồ. Tỷ số hiện tại là 3-0 nghiêng vào đội Chris Phan và hai bàn thắng. Cú đúp dành cho Chris Phan. Chúng ta thấy một pha phạm lỗi mang tính chất giới tính của Lê Dương Bảo Lâm. Vậy là một pha đáng phạt dành cho đội Hoàng Khang đang đứng trước bóng. Hoàng Khang sút. Sút vào. 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 Thưa quý vị thân mến, một cú sút từ xa vào. Một cú sút từ xa, một cú đúp dành cho Hoàng Khang. Lẽ ra vừa rồi thủ môn không chụp thì không vào, thủ môn chụp tuột tay vào luôn. Cố lên em, không sao, chúng ta thì bài danh dự. Không kiếm thật. Nói chung chúng tôi thấy đội áo cam toàn những nhân tài. Thưa quý vị, sau khi xin ông địa không thành công, đã trở về vị trí thủ môn và hàng loạt trái bóng vào gôn sắp xảy ra. Hiếu thứ hai đang có bóng. Hay quá, Hiếu thứ hai gặp anh Đào rồi. Anh Đào ơi. Và thưa quý vị thân mến, đúng như dự đoán, hàng loạt quả bóng sẽ xuất hiện trong gôn của Lê Dương Bảo Lâm. Và chúng ta có sự thay đổi người, Xuân Vũ, một sự thay đổi người không cần thiết đã vào sân. Hay quá, một quả bóng nữa, khả năng sẽ có một bàn thắng nữa. Phương Đà đã ngã trên sân rồi.
sân rồi nhưng không ai quan tâm. Kệ đi. Mọi người ơi, mọi người có muốn nghe Lily hát không ạ? Muốn không? Giơ tay cao lên nào. Chào đêm ai những câu anh từng nói với em. Em là người tuyệt nhất, anh chẳng thể đánh mất em. 24 giờ trôi sao quá dài, phải làm sao để nỗi nhớ anh ngừng lại. Cứ ôm lấy những ký ức mệt nhoài. Em thật sự quá ngốc, nhưng chẳng thể bật khóc nữa. Giờ đó, chiến thuật của mình là nhắm mắt thôi đá cũng thắng nữa. Là không cần gì nhiều hết. Phải để em sút. Đúng. Bây giờ là mọi điều kiện để cho Dương ghi bàn. Dạ, ok không? Dạ. Nha. Hồi nãy cái pha của anh Chris đội quá ác luôn. Lật bàn này đá luôn. Đá ác thì nhưng mà ý là sợ dơ áo. Cái áo này cái áo duy nhất luôn á. Rồi ủa tối về có giặt Omo mà sợ gì? Nè, tối về mấy anh em đưa quần áo cho anh giặt hết. Giặt cho em rồi. Cho em xin ít nha. Rồi giặt tay luôn á. Okay. Giặt cho em luôn. Ok. Phơi sấy khô, có dịch vụ hết. Ok. Rồi anh em lấy tinh thần vô hiệp 2 nha. 1 2 3 go. Nè, bây giờ vì cái game này là vì đồng đội của em sẽ dùng cái mặt tiền của em ra để đứng giữa cái khung thành. Đá banh mặt tiền luôn. Hồi nãy chém vô rồi đó. Hồi nãy mày không lấy tay em đỡ chứ vô mặt thiệt á. Vô mặt tiền liền. Không, cái đó là bay cái mặt lủng ra đó. Đi ngang cái mặt em luôn. Quyết thắng. 1 2 3. Yeah. Bây giờ là đội mình đang thắng 5-0, tỷ số nó quá cách biệt. Thì bây giờ chúng ta sẽ chấp họ 3 người trong vòng 5 phút. Dạ, nhưng mà em đứng trong sân nhưng mà chỉ đạo thôi. Không, ra ngoài luôn. Trọng tài đồng ý không? Đồng ý. Như vậy là hiệp thứ hai của trận bóng kinh điển đã bắt đầu. Sẽ chấp Rick Fan không xuất hiện trên sân bóng trong vòng 5 phút. Hoàng Khang xuất bóng. Phương Đào đã chuyền bóng. Ông đang trong hết giờ. Rồi hết giờ. Như vậy là tỷ số chúng tôi không nhớ, chỉ có một từ là thua sách mặt. Chúng ta cũng phải nên có một tràng pháo tay dành cho tất cả những cầu thủ cũng như trọng tài ngày hôm nay được không ạ? Cảm ơn quý vị. Như vậy là với chiến thắng đầy thuyết phục, đội hiếu thứ hai Chris Phan và Dương Vũ là đội tiếp theo giành được quyền bữa trưa thịnh soạn. Chúc mừng. Chúc mừng mấy anh em. Thank you. Và như vậy là trưa nay đội Dương Lâm, Ngô Kiến Huy và Phương Anh Đào không có gì để ăn. Sương mù. Trời ơi, anh đâu có đồ ăn đâu, anh chạy nhanh dữ vậy. Trời ơi, cắm chạy kìa. Go quay lại luôn. Picnic. Yeah. Picnic.
Lại bao chưa? Lại bao đi. Ok liền. Anh kêu. Lại bao chưa? Rồi bao chưa xin thôi. Lại bao xin coi. Ở đây có. Mình ăn xà lách đâu? Anh Giang, lại bao chưa? Ủa đồ ăn bên đó là có chung với mình luôn phải không anh Chris? Đúng rồi, đúng rồi. Ăn đồ mặn trước đi. Ê, anh vớt cái cho anh cái nước được không? Múc chưa? Dạ đang múc nè, có một chén rồi nè. Em lát dưa cho anh miếng nước nha. Chun ăn đi chun. Cho anh cho táo được không ạ? Em ăn trước hả? Thôi ăn trước đi. Em ăn mì đi. Dạ. Ngon đấy, ăn đi chị vừa là hết rồi. Được không? Ừ, đúng rồi con. Ai cần bao tay không à? Sợ thiếu. Không thiếu con, có 6 người ăn. Muốn không anh? Wow. 6 người ra á. Trời ơi. Chú mày nắm hỏi luôn mọi người. Ừ. Chú mày nắm hỏi luôn á. Đâu? Ê, nóng chưa? Ồ, nóng quá. Bạn này biết làm, anh đưa em ăn thử coi thử có giống công thức em hay làm không? À, biết làm bé nha. Đây nè, đây nè, đây nè, chấm cho. Không có, em ăn thử cái xíu mại này á, để coi có giống cái công thức ở nhà em hay làm hay không. Ê, vớt cái trái nè. Anh bị dụ hả? Định cho em ăn, nhưng đưa tính miệng em giật lại. Tiền mà, tự nhiên lại mình xin người ta là sao? Trời ơi! Nói thiệt với Lâm, nhiêu đây tiền? Ăn mãn đời. Làm 4 cái lẩu cho anh, đãi đằng phim luôn. Gán đi với anh không? Đi mua đồ ăn. Đi thiệt đó nha mọi người. Hả? Em đi thiệt á. Không quan tâm. Em đi thiệt á. Không quan tâm. Em thấy một người đi khách nghiệp của đúng không? Ờ. Không, em tưởng là mọi người nó giỡn á. Nó có, là không thiệt. Cho ăn là nó giỡn. Là thiệt đó em. Tối mà em không có chỗ ngủ là em phải ngủ ngoài rừng ngoài rú vậy nè. Cho nên mình phải chơi, phải cố gắng lên. Thôi bây giờ vậy nè, giờ mình chơi trò chơi không? Dạ chơi. Hãy ghi tên con vật bằng chữ N. Chữ N. Anh đầu tiên. Con Nai. Nai. Con Nhím. Con Nhẹ. 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 Con nào? Con Ngỗng. Con Ngỗng. Ngỗng. Ủa mà cho em hỏi nè mọi người, thấy hai người bạn em đâu không? Đi ăn thôi anh. Lấy tiền của anh đi ăn đó. Trời ơi, tiền của anh đóng góp đó. Tự nhiên cái đang ngồi kể chuyện quá trời, bạn tôi đâu rồi? Dạ nếu mà chị làm lâu là 3 phút nữa sẽ có một cái mạng người ở đây. Chị làm nhanh giùm em nhà, em có đứa con cũng đang đói, đang nằm ở nhà chờ đó. Con em tên là Ngô Kiến Quy nha. Ba má đâu rồi, ba má ơi, đói quá, sắp chết đói rồi. Ba má ơi. Ba má ơi, sắp chết đói rồi. Ba má ơi. Ba má ơi. Dạ, à, chị ơi, lát cho em mượn cái gì em xuống cho con em ăn nha. Em nghĩ mọi người no rồi mới về. Biết sao không anh, kiểu là mua đồ xong ăn ngoài đó luôn rồi. Anh đánh gì kỳ vậy, đợi con, đánh gì kỳ vậy, đợi con ở nhà khóc mà anh làm gì vậy? Mày ơi! Ba má về rồi nè. Thì gói nha. Trời đất ơi. Xin xin hãy nhẹ nha. Ê cái này mới ngon nè, bên đó ăn vô nghĩa nha. Em ăn mì nha. Vô đi anh em. Chia, anh em mình chia ra. Ba người mình chỉ có 2 phần thôi, mình chia ra.
tôi với đẻ cháu tôi đang gọi là sáng tạo nha mọi người. Còn mấy cái người kia đó giống như là nó không có gọi là một cái sự thanh tao á, vồ vặt vồ nó sao á. Đúng rồi. Hoa này mọi người biết hoa gì không? Hoa này là hoa mắc cỡ. Đẹp không? Đẹp ha. Đây là hoa trà, hình như hoa trà đó. Gió cuốn đi như mây ngàn. Anh đi hái hoa hái lá để em đề con. Trời ơi. Trời ơi, anh hái được mấy cái đó đẹp ghê á. Đẹp không? Cái bông vàng đẹp lắm. Rồi, như vậy là chúng tôi đã hoàn thành được một nửa lưu bút của chúng tôi rồi. Ở đây là các bạn đều rất yêu âm nhạc đúng không ạ? Dạ. Chương trình đã chọn ra một danh sách các bài hát về trường lớp, về tuổi học trò. Và đây là một nhiệm vụ rất quan trọng giúp cho các bạn giành ưu thế trong việc chọn chỗ ngủ tối nay. Đầu tiên tôi muốn mỗi đội hãy chọn một bài hát. Xin mời danh sách các bài hát. Chúng tôi chọn bài Tình Thơ. Không có kinh xưa đi, hợp không có lý kinh xưa. Mà đứng mà hát không cũng ra bài đó. Đã cho người ta biết. Rồi, em chọn rồi. Mong ước kỷ niệm xưa. Dạ, đi. Anh xíu cũng không nghe, anh hụt lại, sao đâu. Ấy là nó dễ hụt lắm, dễ hụt lắm. Ok, ok, em chốt ạ, xe đạp. Xe đạp. Các bạn sẽ phải thực hiện một MV. Và các bạn sẽ bốc thăm để xem vai trò của mình trong việc thực hiện MV này là như thế nào. Ok, cái đầu của đạo diễn. Như tên con. Mắt diễn mà cho làm đạo diễn vậy. Lựa đồ đi anh ơi. Áo dài phải có chứ hả? Áo sơ mi phải có chứ hả? Lấy bộ đi nè. Áo này luôn hả? Chiếc xe đâu? Chiếc xe thầy giáo về. Chiếc xe luôn. Chiếc xe. Rồi lấy luôn xe thầy giáo rồi về luôn. Anh Chris, cái này của anh, cái này dành cho anh. Cái này được không? Được luôn. Mình là bài xe đạp mà mình phải có xe đạp thôi. Nguồn kiến quy. Để tôi bưng đi. Ok. Huy ơi, anh mặc áo dài hay mặc đồ tay nha? Tôi rách áo dài. Dừng tay lại. Dừng tay lại. Cái gì anh? Tôi chọn đồ cho gia đình tôi. Trời ơi, ta xong hết rồi. Xong hết rồi anh. Ủa? Giờ mình đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu. Sao không? Già hai bà già. Về trường. Không. Vì lấy một cái này đi. Đó có rồi. Vì lấy một cái này đi. Đó có rồi. Hai cái. Ôi! Trùng ý tưởng kìa. Hay không? Nè nè. Em lấy rồi. Sao mày ạ? Mặc dù chúng tôi không có ý tưởng gì cả mà lấy đồ rất là nhiều. Đúng. Chúng tôi như đi bích nít. Sao này có hai ba bộ tóc vậy mà mình không có ta? Ai biểu không lấy? Các bạn đã chọn xong phục trang rồi đúng không ạ? Bây giờ đến lúc các bạn nhận camera để tự quay. Còn chúng tôi sẽ hỗ trợ về mặt hậu kỳ. Chúng tôi chỉ sử dụng hình ảnh từ cái handycam này thôi nha các bạn. Và bây giờ một tiếng đồng hồ để thực hiện MV của các bạn. Bắt đầu. Ê, thay đồ. Cho nghe nhạc đây với anh em ơi. Ê, mình nghe nhạc không? Mình sàng sàng hết 10 phút rồi đó. Nè, đi hay không? Có lấy cần. Dạ không? Mấy bạn ơi, sân thể chất, sân bóng là nằm dưới đâu vậy ta? Bây giờ nghe ngã ba mình đi qua trái qua phải. Chỗ nào đẹp nhất ạ? Qua phải, ok, cảm ơn á.
ghế đá, anh sẽ quay từ cái lưng. Anh sẽ đô ly ra. Lại hang bà già. Hang bà già thoại. Trời, nhớ hồi xưa quá. Cái bạn đô. Đô ra là hai bạn trẻ. Đô ly tròn á. Ok, ha. Hai ông bà già vô. Hai bà già đâu nhìn xuống xung quanh. Trường xưa. Đúng rồi, nhớ kỷ niệm. Chị đi em đi một shot thôi. Đúng rồi, một shot thôi. Em vô quay trường học này tụi em bắt đầu run lên lột đồ lột áo ra bắt đầu quay lại đó, đọc hàng sinh viên ngày xưa. Đúng rồi. Em quay vòng nữa. Lột áo nữa, đó. Rồi mà kêu đạo diễn đi em ơi. Lè. Ủa mặc đây luôn á. Đúng rồi, vậy? Đúng rồi em ơi, nữ thì vô kia còn nam mặc ở đây giùm cho anh luôn. Hello mọi người. Hello mọi người. Chúng mình nhớ nha, cảm ơn mọi người. Diễn viên ơi, đâu hết rồi mấy em ơi? Mọi người ơi, nhanh lên. Nhanh lên anh chị ơi. Máy đang chạy. Diễn. Ba giờ em vô nha. Vô. Ok không anh? Ok, good test. Yeah. Đào ơi. Đào ơi, em đâu rồi Đào? Diễn viên Đào tôi đâu rồi? Cái quần không có vừa. Ồ, lâu quá em làm trễ thời gian của anh bao nhiêu tiếng rồi. Hai người bàn đi, giờ tới lát nữa em vô em làm thôi. Bây giờ sao để mình đầu thư vô là đầu tiên vô là hai đứa sẽ bước vô đây. Nè thử máy nha. Trời mưa. Diễn trời mưa chơi. Ok, chạy vô đây. Cửa ra. Đào ơi, lẹ đi Đào. Em ơi, em làm diễn viên em không có chuyên nghiệp gì bao nhiêu tiền của đoàn phim người ta. Vô. Nãy giờ chờ em là hết rồi, người ta đậu hết trơn rồi. Cho cái vụ bảo vệ máy nào. Hiểu không bật cái hiên nào đâu chú. Hả? Mua thiệt rồi đó. Bây giờ sao? Sao đi chợ đâu? Ừ, đúng rồi, em định đi chợ đó. Anh là giáo viên nha. À. Mất cái chân mày của em luôn. Cái gì mà ghê vậy? Cổ này là già, cái này là của bốn cánh bán bưng. Cẩm thông đâu? Ông lại lấy cái cẩm thông cột, đang cột cái quần lấy cẩm thông này ra cột hả? Ok. Không thấy anh. Rồi bây giờ bắt đầu chị là lấy xe đạp. Rồi, cắt. Hả? Lấy xe đạp. Cái gì vậy? Cảnh này á là anh Chris lại chạy lên tới cái cầu thang trên á là chị tới liền luôn. Là tới là đón luôn á. 3 2 1 nhạc. Nhạc. Cổ cực lên em. Đúng rồi. Trời mưa khoảng che mưa miếng. Đúng rồi. Mệt nè, thở nè. Thở nè, tóc tai nè. Đúng rồi. Nhìn xa xăm nè. Rớt đầu rồi. Trời ơi. Lại đây. Rồi, 2, 3 vô. Chạy bên đây nè. Té hả? Mưa không biết lạnh gì luôn á. Di chuyển là ướt á. Mưa không gọi được đâu. Mưa không biết lạnh gì luôn á. Di chuyển là ướt á.
có hai cái liều hoang. Trong này có gì không anh? Đang xem. Không có mền lắm đi. Không có luôn hả? Ôi nhìn! Quý gia sức yếu hợp đến.